Thưa quý vị và các bạn, vào cuối tuần này thì ngay ở vòng đầu của Ngoại hạng Anh Premier League, chúng ta sẽ có ngay một trận cố định là Manchester United gặp Chelsea, trận đấu diễn ra trên sân vận động Old Trafford. Ngày hôm nay thì tôi muốn phỏng vấn một nhân vật là một fan rất cuồng nhiệt của Man United về trận đấu này. Cô là Đồng Thủy Tiên. Chào Nam, xin chào khán giả của truyền hình Báo Thanh Niên. Tiên nghĩ thế nào khi mà ngay ở vòng đầu tiên Man United đã phải gặp một đối thủ sừng sỏ như là Chelsea? Thì thật ra Tiên nghĩ là Premier League thì thế nào thì trước sau gì cũng gặp nhau thôi, thì gặp trước gặp sau thì cũng vậy thôi. Nhưng đối với một cái trận đấu mở màn như vậy và với một đội hình của Manchester United mà không có bổ sung quá nhiều lực lượng mà lại ra đi, Herrera lại ra đi nữa, thì cái việc mà gặp Chelsea ở trận mở đầu cũng khá là gay góc cho Manchester United. Tuy nhiên thì được thi đấu trên sân nhà cũng như là từ năm 2013 đến giờ thì Chelsea chưa từng chiến thắng Manchester United trên sân Old Trafford, nên đó cũng là một cái động lực mà để Tiên tin rằng khó khăn nào cũng phải vượt qua và Manchester cũng sẽ có một kết quả tốt tại sân Old Trafford khi tiếp Chelsea. Không biết là theo Tiên thì Chelsea bây giờ nó còn mạnh như Chelsea hồi trước nữa hay không, khi mà họ đã bị cấm chuyển nhượng khoảng 2 mùa chuyển nhượng liên tiếp. Xét về mặt cầu thủ thì Chelsea đang bị mất đi 2 cầu thủ rất quan trọng, đó là Hazard và một người nữa là David Luiz, anh vừa mới chuyển nhượng sang Arsenal. Tuy nhiên thì Chelsea vẫn là một cái đội bóng mà có lực lượng khá là ổn định. Bằng chứng là chúng ta có thể thấy là cái tour du đấu vừa rồi mùa hè của họ thì họ cũng đã có một thành tích rất là tốt. Tuy nhiên thì nếu mà là một fan hâm mộ của Quỷ Đỏ mà lại được đá trên sân của Old Trafford nữa thì Tiên nghĩ là Chelsea sẽ gặp khó khăn tại sân Old Trafford. Man United đã có một kỳ du đấu khá thành công trước khi mùa giải bắt đầu, nhưng bên cạnh đó thì họ đã để mất chân sút Lukaku cũng như là một tiền vệ rất năng nổ tuyến giữa là Andre Herrera, thì Tiên đánh giá như thế nào về lực lượng của MU lúc này? Theo như là cái đội hình mà Solskjaer đang thực hiện ở tour du đấu và đội hình Tiên thấy là khả dĩ, thì ta đang có Harry Maguire, thì Manchester đang có Harry Maguire, có Luke Shaw, có Wan-Bissaka và Lindelof là 4 người ở cái hàng hậu vệ và trung vệ thì khá là ổn định, và đây là có một điểm yếu của Manchester United trong rất là nhiều mùa giải vừa qua. Thì khi mà họ đã gia cố được một cái hàng thủ ổn định thì nó cũng sẽ tạo bớt sức ép hơn cho David De Gea, và các cầu thủ ở bên trên họ cũng sẽ dễ thở hơn. Điểm yếu hiện tại của Man U bây giờ là thiếu một tiền vệ thật sự mà tạo được đột phá cũng như là có thể đỡ đần được cho Pogba và ngay cả là Matic, vì anh ta đã lộ dấu hiệu về tuổi tác. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cả hai đội đều đã chịu những mất mát nhất định. Thì một kết quả như thế nào sẽ là hợp lý cho vòng đầu tiên của Premier League trận cố định này nhỉ? Tiên nghĩ là trận đấu này sẽ có kết quả 2-1 nghiêng về Manchester United. Tiên nghĩ đó là một cái kết quả mà có thể xảy ra tại sân Old Trafford trong chủ nhật này. Cầu thủ sẽ ghi bàn thắng là Marcus Rashford và Martial. Như vậy là Đồng Thủy Tiên dự đoán rằng 2-1 sẽ là tỷ số cuối cùng của trận đấu giữa Man United và Chelsea. Và tất nhiên Man United sẽ là đội thể chiến thắng. Chúng ta cùng chờ xem dự đoán này có chính xác hay không. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.